một bài tên nữa. Cái tên này dọc lẹ ghê ta. Má nó làm mất cờ. Thanh niên Antonio này khác thế. Các rip nè. Qua nhanh đường mình không? Thôi đừng cho Nico nữa bác. Lên bút tóc đi. Nhìn Nico rồi. Các rip thôi các bạn à. Cho nên các bạn có thể dùng rít trượt nè, SEO cho nó dễ. Nhưng mà trượt ngu là như thằng hồi nãy nha. Niên tê đó chạy hay á, biết ngay chỗ đó mà vẫn về top 2. Cái thằng chạy trước mình nó bị mít cái chỗ này luôn. Nhưng mà nó fit ổn vậy. Yeah. Còn cái thanh niên này nè. Má thài luôn, trùm tấu hề. Ảnh mít theo thằng kia. Rồi ảnh đi vòng xuống rồi. Bị rớt cây reset. Kề quá thoát luôn. Quá gì. Các bạn thấy nó tự động chạy chứ nó thoát rồi nha. Mất kết nối rồi nha. Mấy này nó tông dữ quá, không lấy Nico nổi luôn á. Rồi đúng rồi. Còn toàn bày luôn. Không sao, ao nhây được. Ao nhây hết. Chùm ao nhây ở đây mà. Cái này không có CT nên cũng không khó lắm. À, solo tốc độ nè, Sky solo tốc độ xin kết tuổi luôn, gần kịp rồi đó. Sky này chạy hay ta, nhưng mà ra đây solo tốc độ tiếp. Chiến thần là phải kéo Nico nó mới thấy tốc độ khủng khiếp của chiến thần. À, kéo Nico SK cho hết khói ngay. Chạy chiến thần kéo mấy đoạn này tốc độ nó cũng hết. Tốc độ khi kéo của con chiến thần này nó là gần ngang con T luôn á. Mạnh lắm. Đúp là 320 mấy nữa. À, thằng mình bút quá lâu. Cái con này luôn nha. Easy. ạc mình hay chạy chiến thuật sinh đôi nhưng tương đối thích con này. Mặc ạc tao rớt thì nó không có con này, tao rớt thì sẽ gì cũng có mà chiến thuật không có. Trước mình trên cái map này chiến thần hơi bị nhiều luôn, làm chạy khá thạo. Mình có một clip lấy vui bằng đua với chiến thần sinh đôi map này nè. Chạy mượt không? Kiên liền. Xe rút lấp nào biết nói được skill gì chứ ta, nó lỗi rồi đó. Ngon luôn, có 4 bút chiều tiếp. Rồi 4 bút nữa nè. Con này là quan trọng với skill 4 bút, nó bút tóc rất là khiếp. Đúp xe đúp mới vào là bỏ nó đoạn xa liền. Nào về sau chạy cẩn thận nha, dễ bị ao nhây lắm. Edwin sau cái xe bây giờ thì nó tương đối yếu, không mạnh như ngày xưa anh. Con này thì giống kiểu giờ chạy giống Mallorin á, lúc đầu lợi thế rất là tốt, về sau thì nó dễ bị ao nhây. Với các bạn cái clip như vậy nó khá nhanh đó. Dễ ao này đối thủ lắm. Ok, clip của mình đến đây thôi nha. Các bạn xem clip thứ hai, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nha mấy bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong clip hôm sau nhé. Bye bye.